chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao Màu TV. Thổi tiếp đi. Sao này? Thổi to à? Tao đoán đúng, tao đập đây thì là được, chơi luôn. Chơi sợ gì? Ừ, tao đang bên nào nhỉ? Bên nào? Trên đây thì hên xui à? Đi giải hên xui. Thì phải mò.
thế thì cái này cười à? Mày. Ây. Ba ngấn. Ui, ui. Chéo ơi. Ui, ra mới xem ơi. Ui, có chưa? Ui. Bóng bay cao cấp đấy. Siêu cao cấp đấy. Thấy chưa? Có chưa? Không tin thì ta đang bơm xem nó to đến mức nào. Quả này to lắm. Chứ ăn thua gì đâu, nó có cấp 3, lớp 4 lần này cơ, mẹ tâm bơm quả to trên chợ luôn. Dở à. Ui, hết, hết tét nước, hết tét nước. Ôi, nổ đây. Không nổ đâu. Nổ. Không nổ đâu. Ui. Chết đi chơi, nổ, con thơ thì nổ. Ôi. Ôi. Bơi giỏi, em bơi cạn. Không, bây giờ mày, mày bơi giỏi, mày lặn giỏi. Tao mày thi xem thằng nào lặn lâu hơn. Trời ơi, sợ gì? Này xem thằng nào lâu hơn. Anh nhá. Tuổi gì? Ai thắng được tiền cái gì? Ô, Văn Kê. Nhớ nha. Ừ, nha. Chọc trước anh bà rồi. Đó, từ từ, 1, 2, 3 nhá. Đâu rồi? Thôi rồi. Hòa. Hòa. Tao lên mày cũng lên. Tiên lên sau. Tao lên mày cũng lên, tao vừa lên cái mày cũng lên, mày phụt nước ra. Đừng có tiêu. Tao lên mày cũng lên. Hòa. Không biết. Tiên lên sau. Này đừng có chơi đều. Hòa. Trời ơi. Nước đâu? Đây. Đi đâu? Mày chơi bẩn. Trả đây. Trả tiền. Ai chơi bẩn chơi uống hết nước hả? Anh có bảo là được, anh có bảo là không được uống nước đâu. Ê ê ôi trời, quản gia đi về. Con chó nó chơi bẩn nhá, mày mày nhớ đấy. Về về vừa kêu hả? Con chó này mất à, mày lừa tao. À. Em đi làm rồi thôi nhà. Sao mà vào được? Chịu cổng. Tay tao thịt quế. Chịu được hết. Chịu được à? Chắc được. Chịu đi. Sao được? Chịu
tay. Chậm được mà. Chiều đấy. Cọc đít to không? Không. Con ta nó cắm vào chim đấy. Ôi, đấy. Mắc quần đâu rồi? Nó máu. Mắc. Mắc quần à? Thơm ra, lót đi. Tao ngã xuống đây là tao chết toay đấy. Ui. Nhanh lên. Thì mày làm nào để tao xuống được? Ừ? Gọi mẹ mày đi. Em đi làm. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đi mở kiểu gì? Ôi, tao ngứa mũi quá. Đau tay. Nhanh lên. Làm nào bây giờ? Ây. Mỏi chân quá. Sao cái cổng nhà mày sắc thế? Ê. Ui, gã chết tao đấy. Không chết đâu. Thế làm thế nào tao xuống được? Tao ở đây đến tối à? Nhảy xuống đi. Nhảy được cả mắc đít rồi. Thì em kéo cắt rồi nhé. Cắt thì tao ngã. Nhanh lên. Gọi cứu cập, cứu 115 nhanh lên. Đây. Cái gì đây? Cầm cho em cái này. Để tao có tay đâu, tay tao đau quá. Mày làm gì đây? Để em cấp cứu. Ơi đừng có cắt hỏng quần cắt tao. Không cắt đi anh cha kiểu gì. Ây. Ui. Quần nào. Ây. Chào nha. Đừng. Sao quá. Ui. Thật là nguy hiểm lắm. Ui. 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 Ui đừng. Ui. Chết toi đấy. Ngã chết toi đấy. Ây. Ui. Ở im cao vừa đâu. Anh ngươi ra đi đi. Đây, nhưng mà tao ngã xuống đi. Chứ tao gãy nốt tay nữa đây. Đừng. Anh ơi. Thì mày gọi cứu trợ đi. Em là cứu hộ mà. Em cứu cho đi. Cứu hộ xuống. Ui. Làm nào gãy nốt tay tao đấy. Tao vừa gãy một tay, gãy nốt tay nữa thì làm nào. Ui. Mệt quá. Gì đây? Nó bị mắc. Rồi. Em là cứu trợ đây. Ây ui. Đau